bắt khẩn cấp hai tên cướp manh động tại Thái Bình. Vâng, chỉ trong 2 ngày 25 và 26, hai tên cướp đã thực hiện đến 8 vụ cướp tại nhiều địa điểm khác nhau với thủ đoạn rất là liều lĩnh và manh động. Vâng, và vào ngày 25 tháng 9 vừa qua thì công an huyện Tiền Hải đã tiếp nhận được một đơn trình báo của một nữ sinh trú tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về cái việc vào 7 giờ sáng cùng ngày, chị này đi xe mô tô một mình trên đường thì khi đến khu vực thôn Cát Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình thì đột nhiên nạn nhân bị hai đối tượng điều khiển xe mô tô ép đầu khiến chị này bị ngã vào vệ đường. Sau đó hai đối tượng này đã dùng dao bầu để đe dọa và cướp số tiền là 500.000 đồng rồi phóng đi mất. Và sau khi tập trung khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thì chỉ trong thời gian ngắn thôi thì công an huyện Tiền Hải đã nhanh chóng xác minh được hai đối tượng trên, đó chính là Phạm Ngọc Hoan sinh năm 2005 tại Hướng Tân, Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình và Trần Đức Lương sinh năm 2008 tại thôn Hữu Vi Bắc, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Và cả hai đối tượng này đều đang bỏ nhà đi sống lang thang, hiện chưa có tiền án tiền sự và không có tiền tiêu xài, cho nên là cả hai đối tượng này đã thống nhất là rủ nhau đi cướp để có tiền. Đặc biệt, tổng số 8 vụ cướp nói trên Hoan và Lương thực hiện tại nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Thái Bình và cả thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tài sản mà hai đối tượng này cướp được gồm có điện thoại đắt tiền, tiền mặt, trang sức, vân vân. Chưa hết là để có vũ khí đe dọa gây sức ép đối với các bị hại, hai tên cướp này còn rủ nhau đi mua dao bầu này, súng nhựa, đồ chơi để làm công cụ gây án. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Vâng, với vụ án bên trên chúng ta thấy là bây giờ các đối tượng rất là manh động, cho nên chúng ta khi ra đường chúng ta cũng cần phải đề phòng, nên đi lại ở những nơi đông người và tránh việc đi lại buổi tối. Và khi ra ngoài đến những nơi vắng vẻ thì chúng ta nên đi cùng với ai đó để tránh cái việc là ngoài ý muốn xảy ra như trường hợp bên trên. Cảm ơn các bác và chúc chúng ta sẽ có một tháng 10 thật bình an và hạnh phúc nha. Xin chào.